anh Huy, xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 2 năm anh em mình cùng vào bếp với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rồi. Ừ, đúng là thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào anh Huy và Ngọc Hương còn bỡ ngỡ. Bây giờ hai anh em chúng ta đã thân với nhau, rất là thân rồi đúng không? Anh Huy thì lúc trước chỉ nghĩ là mỗi ngày vô bếp thì chỉ làm quen với cái bếp, cái chảo nè. Chứ đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó lại kế bên mình làm việc lại có một cô MC xinh đẹp như là Ngọc Hương. Anh nghĩ là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng là một bước ngoặt rất là lớn trong cuộc đời của anh Huy đó Ngọc Hương. Cảm ơn anh Huy nha, em cũng vậy. Cũng nhờ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì Ngọc Hương được quen biết với rất nhiều các cô, chú, anh chị yêu thích chương trình. Và anh Huy biết không, có rất là nhiều quý vị khán giả gửi thư về chia sẻ những cảm xúc cũng như là những tâm sự với chương trình. Và trong đó có một vị khán giả viết thư cho Ngọc Hương á, với mong muốn á là nhận Ngọc Hương là con dâu nữa đó. Còn anh Huy thì nhận ra trong cái chương trình của mình có rất là nhiều người con, người cháu hiếu thảo muốn nhờ chương trình hướng dẫn những món ăn ngon để làm cho ông bà cha mẹ mình ăn nè, hay là những người chồng, người vợ quan tâm đến một nửa còn lại của mình bằng cách là vào bếp tìm tòi nấu ăn những cái món mới. Anh nghĩ chương trình đã giúp anh nhận ra được là cuộc sống xung quanh ta rất là tươi đẹp bởi vì mọi người luôn nghĩ về nhau. Quả thật là như vậy, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã trở thành một người bạn đồng hành với tất cả mọi gia đình trong mọi bữa ăn. Và anh Huy ơi, nhân dịp sinh nhật 2 tuổi của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, không biết là có món ăn nào lạ lạ không? Dĩ nhiên là sẽ có món ăn đặc biệt, làm trong tích tắc chúng ta sẽ có món đặc biệt trong chương trình sinh nhật. Nhưng mà anh nghĩ là trước hết anh và Ngọc Hương phải làm thủ tục chúc mừng sinh nhật mới được. Đồng ý. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Món Ngon Mỗi Ngày. Và trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng vào bếp để chế biến món chả giò spaghetti. Để chế biến món này thì chúng ta cần có khoảng 15g mì spaghetti, thịt nguội, cải thảo, hành lá, ớt sừng, nấm logo tươi, bột năng, mè rang, tương ớt, hành tỏi băm, bánh tráng bía tươi, một số gia vị thông dụng và sốt mayonnaise Lisa. Bây giờ thì anh Huy làm cái gì trước ha? Đầu tiên là cải thảo nè, anh sắc sợi ra để chút xíu mình xào nhân. Và khi sắc thì Ngọc Hương nhớ sắc mỏng mỏng thôi nha. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ cho qua một bên. Dạ. Hành lá chúng ta cũng sắc nhuyễn luôn. Nấm đông cô tươi mình sẽ bỏ cái phần chân và anh cũng sẽ cắt sợi cho qua cái dĩa đó luôn. Bây giờ ớt anh cũng sẽ cắt sợi dài. Dạ. Mình cũng bỏ hộp chứ anh Huy. Đúng rồi. Rồi tiếp theo em sẽ lấy thịt nguội này ra để cắt sợi bằng với sợi ớt luôn. Dạ. Ha. Phần mì spaghetti lúc nãy anh cũng đã luộc xong. Dạ. Bây giờ anh sẽ cắt ngắn lại ha. Dạ. Spaghetti Ngọc Hương luộc thì nhớ chúng ta luộc mì cũng vậy, một phần mì thì 10 phần nước. Ví dụ Ngọc Hương luộc 1kg mì spaghetti thì cần ít nhất phải 10 lít nước. Wow. Dễ khi mà bỏ mì vô, mì không bị dính lại với nhau. Yeah. Ha. Bây giờ thì chảo nóng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu phi thơm hành tỏi. Em đảo đều lên đi Ngọc Hương. Yeah. Chúng ta sẽ cho toàn bộ nấm đông cô, cải thảo, hành lá và ớt vô luôn. Tiếp theo là anh Huy cho thịt nguội vô luôn. Chúng ta sẽ nêm một ít tiêu và khoảng 1/3 muỗng hạt nêm Azigon vô để cái nhân này thêm đậm đà quý vị nhé. Tóc đều một cái vậy là tắt được rồi đó Ngọc Hương, tắt lửa dạ, đi. Dạ, em tắt bếp. Ừ. Rồi, phần nhân này chúng ta sẽ cho vô tủ lạnh cách một chút xíu để nhân nó được nguội. Ngọc Hương ơi, cái phần bột năng này thì Ngọc Hương phải cho vô nước và khuấy lên. Chúng ta sẽ tạo thành một cái hòn để chúng ta dán cái cuộn chả giò lại khi mà chúng ta cuộn. Mình nhất thiết là phải để cho nhân nguội ha anh Huy? Đúng rồi, bởi vì khi mà nhân nóng quá chúng ta sẽ trộn nhân với sốt mayonnaise Lisa. Sốt mayonnaise Lisa thì bình thường chúng ta sử dụng nguội. Do đó một cái nóng và một cái nguội thì không thể trộn chung với nhau được. Dạ. Sau khi mà cái nhân nguội chúng ta sẽ lần lượt cho mì ý vô nè để trộn cái hỗn hợp sốt vô thêm. Yeah. Sốt mayonnaise Lisa chúng ta sẽ sử dụng khoảng 2 muỗng canh, khoảng 1 muỗng cà phê mè rang. Yeah. Và chúng ta sẽ sử dụng nhân này để cuốn chả giò. Yeah. Bây giờ anh Huy sẽ lần lượt cho khoảng 1 muỗng nhân vô để chúng ta cuộn. Yeah. Cuối cùng là cho một chút xíu hồ để giữ cái mép. Yeah. Anh Huy ơi,
là dầu nóng rồi đó anh Huy. Đối với món chả giò spaghetti này thì chúng ta phải chiên ở nhiệt độ cao một chút xíu, bởi vì khi mà đủ độ nóng của dầu, chúng ta chiên chả giò sẽ làm chả giò ngon hơn, vàng hơn và không bị chảy sốt mayonnaise ra ngoài. Đó, như vậy là được rồi đó Ngọc Hương à. Dạ. Để món chả giò spaghetti được ngon thì chúng ta cũng có thể là pha sốt mayonnaise Lisa với một ít tương ớt để ăn nó có cái vị béo béo mà cay cay, tăng thêm cái hương vị cho món ăn này. Chúng ta sử dụng 2 muỗng mayonnaise Lisa với 1 muỗng tương ớt. Thêm một điều nữa, nếu Ngọc Hương để ý sẽ thấy ngay, đó là khi cho tương ớt kết hợp với mayonnaise Lisa sẽ ra một cái màu rất là đẹp. Dạ. Đây, chấm một miếng. Anh mời Ngọc Hương. Giòn rụm nhưng bên trong rất là ngon, đặc biệt là dai dai của mì spaghetti làm cho món ăn này thật là hấp dẫn luôn. Đúng là một món ăn xứng đáng là chúc mừng sinh nhật món ngon mỗi ngày đó. Chúc quý vị khán giả sẽ thành công và ngon miệng với món chả giò spaghetti. Cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến chương trình Món Ngon Mỗi Ngày trong 2 năm qua. Và chúng tôi vẫn rất mong chờ những ý kiến đóng góp của quý vị và nhận được sự quan tâm của quý vị trong thời gian sắp tới. Gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.